Vâng, con chú ơi, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong để chia chào chị nhá. Đây là một cái siêu thị, gọi là một cái siêu thị mini đấy. Ở để chia mình mà sau này mà có điện làm được cái siêu thị như này rất là tốt nhỉ. Đúng rồi. Đây, ở đây thì cũng đầy đủ các mặt hàng cho bà con này mọi người ạ. Ở bên này thì đằng sau này người ta đang sắt bột đá để người ta có thể làm nhà, nó hơi ồn. Thì hôm nay thì chúng ta vào với nhà ba cháu mồ côi. Thế ơi, bảo chị đấy cho mình lấy một bao này đi. Một bao khoảng 20 cân này. Để tiện, ông ơi, ba mươi bao thu à? Ôi trời. Cho một bao đấy. Mì tôm. Mì tôm đây có hảo hảo à? Mì cocomi to này là bao nhiêu đấy? Có không? Hay là đây là gói dở hết à? Hay mua một gói to đi, mua một kiện to đi. Nhà đông đông trẻ con lắm. Bao này em lấy cho. Bà chủ này hơi thấp. Ai à, nặng phết. Cảm ơn em nhé. Ấy. Lấy cho em một khay trứng đi. Một khay này là 30 quả nhỉ. Lấy lên cho các cháu ăn thì đúng không? Đấy, bây em sẽ lấy bằng này. Cái trứng này có cái cách nào để không nhỉ? Để cho đỡ vỡ nhỉ? Cái trứng này. Vâng, chị cho một túi đi. Không, đi này là vỡ đấy. Vâng. Trứng bao tiền quả, trong này bán bao tiền quả chị? 3.000 ạ. 30 quả là 90.000. Đây là đây mọi người này. Thì quay trứng này nó sẽ khá là to đấy. Trứng này trứng ở dưới xuôi đúng không nhỉ? Đúng à. Trong này thì từ đầu mình tưởng mượn được cái khay này đi rắc cho dễ. Rồi em gửi tính tiền mới. Cái này là 90.000 này. Bao gạo là bao nhiêu nhỉ? À bây giờ 280 à? Vâng. Cái này ạ. Đang hỏi nhỉ. 30.000 à? À ừ, cho anh gửi tiền luôn. Hai trăm tám đúng không? Là 560 với 90.000 là 650, đúng chưa? Đúng chưa ông chủ? Đây anh gửi tiền với. Ông bị gì? Cho ông bị gì? Đây anh gửi tiền. Đây đây, với trứng đây, em tính xem lại đúng chưa, không lại nhầm. Một kiện mì với một bao gạo với 30 trứng. Xong rưỡi đúng không? Mấy nữa thề đầu tư là một cái cửa hàng như này được đấy. Ở chỗ cái bể hai ba lần hai ba lần nữa. Cảm ơn. Đi bây giờ đi một như nào giờ nhở? Thế ơi, đã bây giờ đi như nào giờ? Được, cái này thì đi một xe thôi nhỉ? Đi một xe thôi. Ừ, đi. Đây đây đây. Trong này thì có một cái xe ô tô. Ôi được không em? Được. Chỗ này cái túi trứng này. Đường khá là xấu mọi người ạ. Anh cầm trứng chưa? Anh cầm trứng rồi, đây rồi. Dạ. Đường này xấu lắm. Được không đấy?
Đây trong này thì tí nữa chúng ta ra em Tuyên sẽ cho cô chú xem cái hồ treo ở trên này. Wow, cái này chật đi vướng hết cả chân, nó tía chuột rút. Phi vào, ơi dồi, phi vào á? Phi vào luôn, phi một tí thôi đi. từ, mì tôm rơi rồi. Ok. À, ok đây rồi. Thì không vào được đâu, chứ đừng hướng vào. Ê à, không thề này, các bạn xem này. Đi hết, không đi cũng đi. Bên này bà con đang xem một cái nhà rất là to luôn đấy. Ôi, đây rồi. Đây. Wow, cửa nhà. Ôi dồi. May có đi một tí thế ạ. Không cầm được đồ luôn. Không. Này, cái bể nước này của gia đình còn không có chát này. Không có chát thì rêu này, rêu mọc lên này. Để nước này nó ngấm ấy, vẫn bị ngấm đấy. Có đây. Có chảy bên này thôi. Này bể bà con đổ đây có 5 phân này. Ui. Mình đổ 15 phân cơ mà. Đúng không? Bên này là 5 phân thôi. Đây 5 phân thôi. Vâng, xin kính chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, gặp thật nhiều điều may mắn. Thì hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong ngôi nhà của chính xác ra là hai cháu mồ côi, cháu Nô và cháu Vinh. Còn cháu Sùng thì cũng mồ côi nhưng mà cháu Sùng thì lại là anh em của một người anh trước. Cháu Sùng thì như mọi người biết thì bây giờ thì cũng đã đi làm thuê ở dưới Hà Nội rồi. Bây giờ em Tuyên cũng có một cái món quà của bạn là Lê Hoàng Mai Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi tặng cho cháu Nô Châu Phình. Và hôm nay thì cũng là trong những cái dịp nghỉ hè này thì các cô chú biết là các bé không được đi học, nên là các bé ở nhà thì ăn uống thì chắc chắn là nó sẽ không được như lúc chúng ta đi học, đúng không thế? Đúng. Đi học thì các bé sẽ được ăn sáng này, ăn trưa, ăn tối này, và chắc chắn là có thịt rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ các bé ở nhà thì chắc chắn chỉ có mèn mén thôi, còn thịt ăn rất là ít. Là ngày hôm nay chúng ta vào thăm và cũng thế để thông báo cái tin cập nhật một chút cái tình hình xem là đợt tới là các bạn ở dưới trường đại học lên ấy, xem liệu có giúp được các bé được ngôi nhà không. Còn bây giờ chúng ta vào nhà đi. À nhưng mà anh nghĩ là ngôi nhà này thì bây giờ các cháu thì trốn hết rồi, các cháu sẽ ở bên nhà ông bà thế á? Đúng rồi. Nơi ôi dồi, không có ai thật. Không có. Lần nào cũng ở bên này rồi. Đúng rồi. Thế sang này đi. Cứ để bên để xe đây. Như cô chú thấy nhá, ở bên này cái ngôi nhà này thì đợt trước em Tuyên có nói là nếu mà sau này mà được có cơ duyên về xây nhà thì chúng ta sẽ tính là đổi cái mặt ra bên này, cái cửa nhà sang bên này. Đúng không rồi. Làm như các chú nữa. Đây này, các chú của em đấy, đây đây các chú của bên này có nhà có bột đá này này. Có các chú của nhà em đấy thì xây chỗ tường này là không cửa ở đây. Chào mẹ. Ui ui, đội các bé này ở nhà toàn cởi chuồng thôi thầy ạ. Đúng rồi. Đang rất là đông em không cay. Mình không quay vào những các bé cửa chuồng. Xem nào. Ôi giời. Đây, 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 phần đây. Xin chào Nô. Nô làm gì đây? Ở nhà. À, đây, đi ra đây. Đấy, rất là lanh luôn. Bên này thì có các cháu thì em Tuyên sẽ không quay vào con chú nha. Vì đây là các bé là cửa chuồng. Này, nhà đây, cửa. Đấy, đợt này mấy ngày hôm nay là dọn nhà sạch sẽ chưa? Ui dồi. Thế ơi này. Nhà sạch cực kỳ luôn á. Đúng rồi. Nô quét lâu chưa? Lâu rồi. À ừ, thế cũng sạch thế chứ nhỉ. Thế đang ngồi nhà chơi thế à? Phình đâu? À, Phình đang ngồi chơi trông với các em à? À ừ. Thế Nô cầm cho chú cái này. À đâu, cất ở đây đi. Xong rồi mình đi lấy gạo với lấy mì tôm vào. Cái này cất đâu rồi nhỉ? Thôi để đây nhá. Đi đi đi. Mình ra ngoài này mình lấy gạo với mì tôm vào. Đi ra ngoài này. Mở cửa chú. Bên này có khóa được không? Hay mở được không? À bên này đang đóng cửa như này thầy này. Bên này là chốt như này này. Để cho Nô. Nô là chủ nhà, Nô mới biết được cái cách mở cửa ở chỗ này. Ui, có mở được không? Không mở được thì đi ra bên kia đi. Ví dụ cái này không mở được, cô chú này. À đấy. Đây, đây, đây. Ok, chú đỡ cho. Đấy. Đây, đi ra đây. Gạo với mì tôm nhà mình đây. Nhà Nô còn gạo không? Còn hay hết rồi? Hết rồi. Hết rồi à? Thế còn mì tôm không?
Đây chú mua một hộp to luôn. Cháu cảm ơn chú. Ừ. Rất là ngoan, đi vào nhà đi. Đi. À, ông bà có nhà không? No. Ở nhà với nhau chơi. Có. Ông bà làm gì? Ở nhà chứ. À. Vâng, xin chào ông. Ông là Uachi đấy. Nho học chơi chứ à? Nho học chơi à? Đang nho chơi là ngồi... Đang ở trong nhà. Đang ở trong nhà thôi. Vâng, vâng. Nóng quá thế ạ. Nóng quá. Xin lỗi cô chú em, tôi phải bỏ cái ba lô ra một tí. Nóng, nóng thực sự luôn. Nên là nếu mà... Em Tuyên xin thông báo một chút xíu cái vấn đề. Như hôm trước là có các chị, các bạn ở bên các trường đại học. À úi dồi, chú ơi ngồi đi này. Cảm ơn Nô nhá. Ừ. Thì ghế của Nô đâu? Ở đó đi, ở đó đi. Đây thì thú thực với cô chú trong ngôi nhà này thì bây giờ hiện tại là các bé không dám ở nhá. Nha mọi người nhá. Các bé là hiện tại là không dám ở. Em xin nói là như vậy. Vì ngôi nhà đây gọi là vườn không nhà trống rồi đúng không thầy? Trong nhà không có một cái gì cả. Đủ quá. Nên là kể cả để đồ ở đây thì rất là sợ mất. Cái đấy thì phải ngày xuân bố chưa chết thì để ở bắt đứa đây để bắt đứa ở đây nhưng bây giờ thì mà bao giờ đây để có chắc tí là rồi mình quá có mình mấy đứa đây đấy hay bố ba đây nên là không dám để ở đây. Bây giờ đây này cái giường này thì các bé vẫn ngủ đây này thầy này, bây giờ hiện tại đang ngủ đây này, giường vẫn sạch sẽ này. Có em, ngủ à? Đây anh thấy này. Có ạ. Ngủ đấy, đây là ngủ đấy. Đúng rồi. Ngủ thì mới không có bụi như này. Đúng rồi. Em hỏi ông Nô với Phình có mục bư đây không? Ừ, thay yên là mục bư nhỉ? Có ạ. À, đang mục bư đây hả ông? Vì mùa hè anh khéo, anh sợ là ngủ đây nó còn mát đó. Ờ, đúng rồi ạ. Vì ở đây không có điện mà. Bư thì bốn là. Mẹ ai cái chuyện. Từ tới ớt mỏ thì mà thích họ cho phí ớt mỏ được cái gì. Chứ là ngủ tàu ở đây, tàu 2D thì mới đi tha ngủ cho ông này thì mụ đe tí mới ra vào ngủ đấy. À, nói chung bây giờ ở như này, như hôm trước là các bé đi học ấy, không có ai ở đây, nó mùi hôi. Đúng rồi. Nhưng mà khi có người ở đây thì cái nhà nó có hơi xanh người, hơi. Nó sạch sẽ và vâng. Nó không có mùi. Đúng. Bên này thì đào đào nhà mình bán hết chưa ông? Em hỏi nào. À, chờ chị đưa ông mở giả rồi. Nghe mình đi đồ tốt tả luôn. À, cái là hết rồi. Bán hết rồi à? Đấy, rồi có đôi ngan để thế. Đấy, có ngan có chó. Nói chung là đây này. Các cô chú xem nhá, ở chỗ này đấy đúng không? Mình xây lại xong rồi đây là sau nhà thì để chuồng trại sau nhà nó sạch sẽ không đúng không? Đúng rồi. Xong rồi chỗ này nếu mà để xây được nhà chỗ này thì em Tuyên vẽ ra cái sơ đồ ngôi nhà này rất là dễ luôn. Ngan đang yêu nhau kìa cô chú. Đấy, cái chuồng trại như này xong rồi sau này các cháu này xây nhà xây cửa gọn gàng rồi thì em Tuyên nghĩ cái ngôi nhà này xây xong nhà này thì phải mới xây sửa cái chuồng này cho nó để nói chung nhà rất là rộng chứ đúng không? Vâng. Đây thì hôm nay em Tuyên vào gọi để cho chú thấy đây vì hôm nay em Tuyên mới nghe được cái thông tin thế nhá, đợi các bé đang cởi chuồng nên chắc là ông bắt đi mặc quần áo vào đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi thì để cho các bé đi mặc hết quần áo vào đã cô chú ạ, vì trẻ con cởi chuồng này em Tuyên bị quay lên thì bị bên YouTube nó đánh nhiều cái lắm. Đây này. Bây giờ cái ngôi nhà này thì chỉ để là phơi đậu này, phơi đỗ luôn cho chú. Phơi đậu cho nó kho mấy nữa trồng đúng không? Vâng. Cũng mọt hết rồi này. Thì cái xe này bảo ông bán thôi còn gì nữa. Bây giờ có đi không? Lúc xe thì chỉ mua nhà này chỉ mua một hạ. Không. Sao? Bố có một thằng ở giữa thị địa nhiều cái hay lên chê đi mượn đi ở cá thì mới hỏng. À, lần trước vẫn đi được. Vâng. Đây cô chú xem này, đi chắc không biết đi thằng đâm này gãy hết vành này. Gãy vành như kiểu này. Cái này bị ngã. Bị ngã đây, bị ngã đây, hỏng hết vành này này. Đúng rồi. Bây giờ cái xe này mà sửa thì mất con này không sửa được rồi. Cái xe này bây giờ sửa thì vẫn sửa được nhưng mà nó rơi vào mất tầm 300-400 nghìn luôn á. Riêng cái vành với cái lốp ấy thầy ạ, với đúng cái phanh ấy. Cái này nhá. Sửa phanh nhá, sửa hai cái vành này nhá. Thì nó phải rất 300-400 nghìn.
Hơn đấy. Mà bây giờ mua cái xe mới thì thế là đến. Một cái vừng này thì hơn 100. Ừ. Thôi cái xe này bây giờ chỉ có bán. Nói thật với thầy nhá. Bây giờ xe này chỉ có bán lủng nát thôi. Đúng rồi, bên này tự báo sắp vụ thôi. Bây giờ con này mà đi sửa mới thì thà mình mua con 500 nghìn về còn đi còn ngon hơn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thôi chúng ta ngồi đi. À, em bảo ông dậu đi để anh ngồi nói chuyện với ông một chút xíu. À. Thầy ơi. Dạ. Vâng ông chú ơi, thì hôm nay nhá. Thầy bảo là hôm nay là có một chị là chị Lê Hoàng Mai Trâm tặng cho bé Nô với bé Phình này là thêm 1 triệu đồng. Vâng. 1 triệu đồng để vào góp vào cái quỹ nấu ăn. Vâng. Của gia đình thì anh vẫn còn đang cầm cái quỹ. Thì hôm nay cũng khá là lâu rồi anh cũng không vào thông báo, thì hôm nay sẽ thông báo luôn đây nhá, để cho em thông báo cho ông với các bé biết được. Và đó cũng là cái lý do để em Tuyên có thể là mượn cái quỹ này có thể giúp các bé xây nhà. Đây các chú ơi, thì cũng khá là lâu rồi em Tuyên không vào nhà bé Nô bé Phình. Thì em Tuyên xin phép em Tuyên đọc lại một lần nữa là cái quỹ này từ ngày trước đến giờ các cô chú gửi tặng cho gia đình cháu Nô cháu Phình các cô chú nhá. Đấy thì năm nay là trong cái giai đoạn này hè các cháu không có đồ ăn ấy, em Tuyên sẽ mua đồ ăn vào. Đấy. Còn khi các cháu đi học thì em Tuyên sẽ nghe lời như kiểu các chú của em Nô em Phình ấy bảo là thời điểm đó các cháu đi học ấy thì có được ăn uống ở nhà trường rồi, nên là sẽ không trích cái quỹ này. Mà nếu mà mua trong cái năm học vừa rồi thì anh Tuyên nghĩ là cũng gần hết rồi đấy. Đúng. Nhưng mà cũng là không mua nên là bây giờ quỹ vẫn còn. Đây xin thưa cô chú, đây quỹ mạnh thường quân hỗ trợ của 3 cháu mồ côi. Chính xác là đấy là có cháu Nô, cháu Phình và cháu Sùng nữa. Cháu Sùng thì đi làm thuê rồi. Đấy là hai cháu Sùng cũng là anh em trong gia đình nhưng mà là anh của bác, con của bác cả. Đây là Nô là con của bác hai, đúng không? Hai người đấy là mất đúng không? Đó, bố của Nô là em của Sùng, bố của anh Sùng đúng không? Ừ, đó. Thế đây là có các cô Thúy Vũ này ủng hộ là 1 triệu đồng. Cô chú Phương ở Canada ủng hộ là 2 triệu đồng này. Cô Diệu ở Hồ Chí Minh này ủng hộ là 2 triệu đồng này. Chị Định ở Đồng Văn, Hà Giang tặng Nô là 500 ngàn đồng này. Chị Nguyệt Trần ở Mỹ ủng hộ là 1 triệu đồng này. Chị Hoa ở Hà Nội ủng hộ là 500 ngàn đồng. Anh Nguyễn Thế Hùng ở Hà Nội ủng hộ là 500 ngàn đồng. Bà Tuyền ở Đội Cấn Hà Nội ủng hộ là 300 ngàn đồng. Chú Khoa ở Đà Lạt ủng hộ là 500 ngàn đồng. Bạn Lê Hoàng Mai Trâm ủng hộ ở Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ lần 1 là 1 triệu đồng. Cô Ti ủng hộ lần 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh là 500 ngàn đồng. Cô Hòa ở Hải Phòng ủng hộ là 500 ngàn đồng. Cô Ti ủng hộ lần 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1 triệu đồng. Bạn Lê Hoàng Mai Trâm ở Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ lần 2 là 1 triệu đồng. Đấy thì bạn Lê Hoàng Mai Trâm vừa rồi là gửi cho quỹ nấu ăn thêm 1 triệu đồng nữa. Thì tổng cái quỹ này là có được là 12 triệu 300 ngàn đồng nhá. Wow. Đấy thì chúng ta đã chi tiêu trong cái thời gian vừa qua. Thì anh cũng đợt đấy thì anh đã không ghi ngày tháng nữa. Đợt đấy anh với em vào với già vào thì chỉ quay thôi, không ghi ngày tháng. Đúng rồi. Nên là ở đây thì có các bảng, ở đây thì em Tuyên cũng đọc qua cho mọi người là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lần đã chi tiêu ra thì em Tuyên đọc cho mọi người nhé. Lần đầu tiên là mua đồ thức ăn, em già mua là 695.000 đồng. Mua đồ thức ăn, đậu 40.000 đồng, thịt 120.000 đồng, trứng 240 là 400.000 đồng. Đưa em Phình đi viện bị đau chân ấy. Đợt đấy là mua thuốc là 130.000 đồng và xe ôm 100.000 đồng. Là hết 230.000 đồng. Và mua gạo, mua mì tôm, một bao gạo 280, mì tôm 90.000 đồng là 370. Mua quần áo cho ba anh em, ăn sáng 200.000 đồng, quần áo hết 1.500.000 đồng và nhãn 30.000 đồng là hết 1.730.000 đồng. Mua gạo, mua mì tôm và kẹo thì gạo hết 280.000 đồng, mì tôm 90.000 đồng và kẹo 20.000 đồng là tổng 390.000 đồng. Lần tiếp là mua gạo, mua mì tôm, gạo 280.000 đồng, mì tôm 90.000 đồng là 370.000 đồng. Mua một bao gạo và một bao kiện mì tôm là 280 và mì tôm là 90, vẫn là 370.000 đồng. Và mua gạo một bao gần đây nhất ấy, hôm anh em mình vào thì thông báo là có cái tin mà có các anh chị thiện nguyện lên ấy, là mua một bao gạo vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 là 300.000 đồng. Đó. Thì tổng đợt đó chúng ta mua hết từ năm ngoái đến nay là hết có 4.855.000 đồng. Thì quỹ của gia đình cháu Nô cháu Phình hiện tại chúng ta còn là 7.445.000 đồng.
em thông báo với gia đình là như vậy. Quỹ là đợt trước là được tặng tổng là 12.300.000 đồng. Nhưng mà chúng ta đã mua hết gạo và muối mì chính trong một năm qua, mà đây là được các chú cô chú còn cho nhiều đấy. Đấy là các cô chú cho nhiều rồi, chúng ta không phải trích quỹ nữa. Mà chúng ta thỉnh thoảng mới mua thôi. Thì mua có 9 lần tổng cộng cả lúc mà bé Phình đi viện này, mua quần áo này, với mua gạo và muối mì chính chúng ta mua mấy lần đấy. Thì có hết có là 4.855.000. Quỹ vẫn còn là 7.445.000. Đấy, em bảo đi. Dạ chưa. Trong chí thở này khó tung cây mà tung cây bộ phải mẹ phân gái mà lâu nhận ra chính giờ là sẽ lại phát tỏ cậu ổ chỗ lấy bếp của mà nhận đi mà sức thông tin này vô mà nhận vô tỏ chua rõ nếu này tôi vô tà tôi chua rõ mà tà nhận đi báo chỗ dị của dị dọc xe ồ mà nhận còn 7.445.000 chua thì xa chỗ xa 7 triệu mấy 7.445.000 chưa thì xa chỗ đấy nhỉ, lâu của đấy nhỉ, bắt chặt xe. Lúc nãy chúng ta mua hết là bao nhiêu nhỉ, 600... Lúc nãy 650.000 nhỉ? Đúng rồi. Nói thì chúng ta bây giờ, cái quỹ của các bé là còn 6.795.000. Vâng. Đấy là, nếu chúng chưa tính có ba cái này. Như là, ta hơn gì mà chưa, tao chỗ... Còn 790.000 thì chúng ta cứ 6.800.000 đi. Và nên số tàu chỗ lên nhà nhà chưa trọng. Thì đấy là chưa tàu chỗ đấy tàu chỗ đấy dịp bùa. Em còn nói rõ nhá. Em nói rõ với ông là còn nhiều đợt là mình mua gạo mì tôm mắm muối vào là được các cô chú cho đấy. Còn như những lần như các cô chú nhóm Hoa Sen Tiên Như cho tặng 2 triệu ấy, nếu mà mua như thế thì hết lâu rồi. Đúng không? Nên để vậy cho hay là nên giờ chỉ giải ba này trước mấy cho nên vô cái tiền mình tiết xả cho là ba tự ý vô tô mà cho chỉ xả. Em bảo với ông nhá là đợt này ấy, là các cháu nghỉ hè ấy, thì anh bắt đầu mới mua gạo với mắm muối mì tôm vào. Vì đợt các cháu đi học thì các cháu đi đi học là ăn ở trường rồi đúng không? Nên là chú là không mua gạo mắm muối vào. Bây giờ các cháu đi ở nhà thì các cháu không có gạo ăn này, không có thịt ăn ấy, thì chú mới mua vào nhá. Vì như các cậu của cháu ấy bảo là đi học thì ăn ngon rồi, thỉnh thoảng về nhà ăn mèn mén thôi, thì không mua gạo. Đó, không đợt đấy mà mua thì cứ mỗi tuần, một tháng mua vào một lần thì ít nhất là có tầm 500.000. Đúng rồi. Thì bây giờ hết rồi ấy. Đúng rồi. Thế nên là các chú bảo để dành tiết kiệm. Bây giờ thì các cháu không đi học, ở nhà không có tiền, thì bắt đầu chú mới trích cái quỹ này mang vào cho các cháu nhá. Đấy thì em bảo với ông đi. Mình thấy là thọ một gần đa bề mà thế chỉ vừa thọ những gà lọt chơi mà thì chỉ mua chỉ no mà thế mua cho nó chơi là vừa cho muốn thì cháu gà no gà này thọ cho gần đa đi thọ thì gà chở không mua bé chở không no được bé để chứ. Đấy đi mua gần tơ là nó cay này nó chua này rồi. Thọ ấy trồng giò để mà thọ tiếp là cho vừa. Chứ bây giờ chỉ mua gần tơ thì ở nhà no mèn mén thì Tuyên mới mua cây với cái cây này về ăn nhá. Thì bây giờ em hỏi ông là các cháu mồ côi này thì ông có các cháu có được hỗ trợ gì ở bên chính quyền bên xã không? Trong xã không có hỗ trợ. Không có hỗ trợ gì đúng không? Cũng hơi khó khăn nè bây giờ. Nhói mà thao thế thằng này chỉ tao tua thao lấy phiếu. Này chỉ tua tao lấy phiếu nhẹ xa. Lấy cho mình nhẹ mà số cần mình nhẹ mình dùng nhẹ chỉ để lấy chỉ khi lấy chỉ phiếu. Mà hỗ trợ thì bố mẹ ở thì mới hỗ trợ được thì chồng bố sắp chết rồi thì mới hỗ trợ đường lâu lâu rồi thì mà mẹ phành cứ đi lấy chồng rồi thì ở trong xã không hỗ trợ được cái gì. Không thì anh muốn hỏi vì bây giờ là như các ngôi nhà khác người ta có thể đăng ký cái suất là hỗ trợ chương trình nhưng ngôi nhà chú bên này đăng ký này thì em bảo là nhà chú bên này đăng ký xây nhà ấy là được nhà nước hỗ trợ đúng không? Nghĩa là mẹ phân gà từng sinh ra tuần đi là cô chú ba ô chê bởi hả?
lúc tôi hiểu giờ nó phát độ u đấy bạn. Ờ lúc tôi phát độ u thôi rồi. Bây giờ phát độ u và thêm chỉ tao phát à thêm muốn để uống. Cái nhà này thì phải ở trong cá thì hỗ trợ cho ông này mà thì chưa tấy ria quả cháu kia thì mới cho cháu lái. Vẫn là hỗ trợ cho ông đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là lần nữa là chưa tách riêng thì trước sau thì ông cũng cho con ấy, nên là cứ nhường cho con xây nhưng mà lấy tên là xuất của ông đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thế thì mới biết được. Thế thì bây giờ rất là khó này. Thì như hôm trước ấy, em bảo là như hôm trước là có các bạn trẻ trẻ lên ấy. Hôm trước anh em mình đưa đó. Đúng rồi, biết rồi. Nó thì là bây giờ các bạn mới báo thông tin cho anh. Thì cái cơ duyên kêu gọi chưa đủ được. Nên là cái ngôi nhà của bé Nô bé Phình đây thì có thể là chưa tiến hành xây được. Đó. Bây giờ các bạn bảo là bây giờ cái quỹ các bạn đang kêu gọi cho hai ngôi nhà. Ngôi nhà bà bé Chúa và bé Nô và bé Phình. Nhưng mà các bạn đang ưu tiên xây dựng cho nhà bé Chúa trước. Vì cũng nghe câu chuyện nhà bé Chúa là chị cả đang đi học, bỏ học, đi làm thuê để về phụ giúp bố có tiền. Và khi bố mất thì bé Chúa lại phải lấy hết sổ bảo hiểm của mình để đi mua đồ đạc về làm đám ma cho bố. Đó thì các bạn nghe câu chuyện khá là buồn. Thì bé Chúa bây giờ thì vẫn đang là chị cả rồi. Nhưng mà bạn đấy thì cũng lớn rồi. Nhưng mà các bé Chúa thì vẫn còn đang còn nuôi hai em nữa. Thì các bạn đã đưa những cái phương án này lên để cho hội đồng nhà trường các bạn đấy chọn ra ủng hộ cho bé nào. Thì hiện tại thì các bé đang chọn là ủng hộ nhà bé Chúa. Vâng, thì như cô chú biết thì các đoàn ấy, đoàn của các bạn ấy sẽ lựa chọn là ngôi nhà là tặng cho bé Chúa trước. Dẫu biết rằng là bé Nô bé Phình nên rất là bé, mà ông này thì ông cũng có tuổi, ông không xây được nhà. Ông nó rất là mong được các cô chú anh chị hỗ trợ cho, nhưng mà cái nhân duyên thì nó có thể là chưa đến với hai bé. Hiện tại thì như hôm nay em Tuyên thông báo cô chú là chúng ta còn hơn 6 triệu tiền quỹ ăn uống của các cháu. Nên là nếu mà theo lịch trình, các bạn cuối tuần này các bạn lên đây và vào tặng chương trình cho bé Chúa và thông báo cái tin vui cho bé Chúa trước. Và phần còn lại là sẽ các bạn đang đợi trong cái trong những ngày này đến cuối tuần là cùng nhau kêu gọi thêm nữa. Cùng nhau kêu gọi thêm nữa nếu mà được càng nhiều càng tốt thế nhá. Nhưng mà có thể là không đủ được một ngôi nhà. Nó nên là các bạn bảo là có thể được tầm 2-30 triệu. Nên là hy vọng là có thể nhờ anh có thể là kêu gọi dùm để cho các bé có thể có được một ngôi nhà không ấy. Thế thì em Tuyên cũng xin thông báo trước với các cô chú là như vậy. Nên là ngày hôm nay thì em Tuyên chưa biết đích xác là quỹ sẽ có bao nhiêu, nhưng mà em Tuyên thông báo một cái thông tin là nó hơi buồn chút xíu. Hy vọng có một ngôi nhà nhưng mà nó chưa thành công, nhưng mà nó chỉ là những cái nền móng thôi. Thì hiện tại là các bạn ở trường đại học thì các bạn là quỹ của nhà trường thì quỹ mạnh thường quân ấy, nó chưa đủ để cho hai ngôi nhà trọn vẹn, nên là các bạn bảo thôi thì xin lỗi bé Nâu bé Phình thì sẽ tặng một phần nào đó thôi. Còn hy vọng là nhờ các khán giả trên kênh cũng như các mạnh thường quân ở trên kênh Tuyên Hà Giang được các cô chú có thể chung tay vào xây cho bé Nô bé Phình này một ngôi nhà. Đấy thì em Tuyên ở đây xin thông báo là quỹ của các bé là còn hơn 6 triệu. Và em Tuyên nghĩ rằng qua cái thước phim ngày hôm nay thì các cô chú cũng biết thêm được cái thông tin để các bé có được ngôi nhà hay không. Thì hiện tại các bạn thông báo ở trường đại học thì là không đủ để trọn vẹn được một ngôi nhà. Nên là em Tuyên hy vọng rằng có thể nhờ các cô chú anh chị có thể cùng nhau chung tay cùng các bạn nữa để chúng ta giúp cho hai bé Nô bé Phình này được một ngôi nhà. Thì em Tuyên nghĩ là một cái ngôi nhà cái khoảng trong cái khu vực này nó thuận hơn về đường đi lối lại, và chúng ta kêu gọi vật liệu nó dễ hơn. Và ở đây là khu vực cán thì em Tuyên thuê thợ thì nó cũng dễ hơn nữa. Thì em Tuyên nghĩ trong này thì một ngôi nhà trong này thì nó rơi vào tầm 100 triệu là chúng ta có được một ngôi nhà có một phòng này, đúng không? Một phòng thôi. Chúng ta xây một ngôi nhà một phòng
giống như nhà chị Dính ở bên Máy Lẩu ấy. Chúng ta xây một ngôi nhà một phòng là 100 này. Và cũng có bếp, cũng có ống khói. Còn cũng có nhà tắm. Đó, mình sẽ xây như vậy. Nhưng mà các trang thiết bị sẽ không có. Nói chung là được cái nào thì hay như vậy. Thì nên là em Tuyên đang cũng gọi là xin ý kiến của cô chú. Đợt tới này mà nhóm thiện nguyện của các bạn ở trường Đại học Kinh tế lên ấy, mà tặng được một cái quỹ, mà cái quỹ đó chưa đủ xây nhà, thì em Tuyên xin phép các cô chú là nếu được phép các cô chú thì cho em Tuyên xin cùng nhau trích lấy cái quỹ nấu ăn, chính là cái quỹ như hôm nay em Tuyên mua đồ ăn vào đấy, thì sẽ xin cùng lấy cái quỹ đấy để gộp vào xem chúng ta xem được có kinh phí bao nhiêu để chúng ta thực hiện xây nhà cho các bé nó. Thì và hy vọng qua những cái thước phim thì có thể được các cô chú giúp cho bé Nô bé Phình thêm cái quỹ để xây nhà được nó hoàn hảo hơn, hoàn chỉnh hơn. Đấy nên là em Tuyên cũng thông báo với cô chú và xin phép với cô chú như vậy. Hôm nay các cháu đang nghịch à? Để ông sang với các cháu. Thế bây giờ thì Nô này, Nô đây xem nào. Nô đây, Nô có mong muốn xây nhà không? Có ạ. Cháu muốn xây nhà như nào, cháu nói với các cô chú nào. Cháu muốn xây nhà như các chú ạ. Cháu muốn xây nhà như các chú à? Thế cháu ở ngôi nhà này mưa gió bị dột cháu có sợ không? Sợ. Đấy, cháu rất muốn một ngôi nhà để được một ngôi nhà thật là tốt, để sạch sẽ, để mình an tâm ở đúng không? Đúng. Để còn mình còn đi học đúng không? Đúng. Thế thì bây giờ cháu nói với các cô chú là cháu xin các cô chú có thể giúp cháu xây được một ngôi nhà. Cháu rất thích một ngôi nhà mới nào. Cháu xin các chú, các cô các chú có thể giúp cháu, làm một ngôi nhà mới ạ. Cháu thích ngôi nhà cháu mới lắm. Cháu thích ngôi nhà mới quá. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Thế thì chú sẽ về xong chú sẽ thông báo lại với các cô chú nhá. Sẽ hy vọng là các cháu sẽ được xây một ngôi nhà mới nhá. Chứ bây giờ chú thì chú cũng không giúp được. Từ năm ngoái năm nay thì nói chung cái nhân duyên đối với ngôi nhà của cháu Nô, cháu Phình thì em Tuyên thì cũng kêu gọi rất là nhiều nhưng mà cũng chưa có duyên mấy. Chúng ta chỉ có cái duyên là ở cái quỹ nấu ăn thôi. Đấy, cái quỹ nấu ăn chúng ta thấy cũng là 12 triệu nhưng mà em Tuyên giữ gần được 1 năm rồi. Nhưng mà là em Tuyên cũng đang khự lại là không mua chi tiêu. Ngày hôm nay hè em Tuyên mua chi tiêu. Thôi bây giờ thì Nô với Phành thì cứ thôi thì ông đang dỗ các em ấy. Thì bây giờ thông báo như vậy, còn để cuối tuần các chú các cô lên xong rồi các cô các chú sẽ vào thăm hai em nhá, hai cháu nhá. Bây giờ thì các cháu sẽ mang cái này đi cất này. Bây giờ để chú lấy cái quần áo này. Bây giờ thì có mì tôm này, có gạo rồi này. Thế ở nhà hết sạch gạo rồi, hết sạch mì tôm à? Ôi ôi, thế đợt này ăn gì? Mèn mén thôi, ăn mèn mén với gì? Rau. Ăn mèn mén với rau, rau gì? Rau bí à? Phải không? Mùa này chỉ có rau bí thôi đúng không? Đúng ạ. Thế thì tối nay chúng mua gà nhá. Đây này, chúng mua trứng gà này. Đây là 30 quả trứng gà này. Đây, Phình cất đi này. Tí nữa tối còn nò mỏ nhá. Thấy chưa? Cẩn thận nhá, mà mạ nhá. Đấy. Xong rồi đây này. Còn là gạo nữa này. Đây, em lên lấy cái bao lô gạo với mì tôm nữa. Để cho các bé ăn cùng rau. Đây nha Nô nhá. Hôm nay chú là mua hết là đợt này là gạo này nó xuống giá, chúng ta mua có hết là 280 thôi. Này. Bình thường cái này là 300. Gạo Dương Vũ có thể 330. Đây, cái này là 280 nhá. 280 và cái kia là 90.000. Đấy để thông báo cho các chú biết được thì có bạn Lê Hoàng Mai Trâm tặng cho 1 triệu thì em Tuyên xin cộng luôn vào cái quỹ nấu ăn của gia đình để chúng ta hy vọng có quỹ thật to để cùng nhau xây một ngôi nhà mới cho các cháu cô chú ạ. Thế thì ngôi nhà thì nói chung là rất là lụp sụp. Em Tuyên cũng hy vọng rằng cái ngôi nhà này thì nó xây thì em Tuyên dám khẳng định với cô chú thì ngôi nhà này nếu em Phình em Nô mà xây ấy, em Tuyên xây theo cái quỹ mẫu nhà giống y xì nhà chị Dính. Thì chúng ta xây thì nó trong rơi khoảng 100 triệu thì thoải mái luôn. Nó có thể rộng dài hơn một xíu. Vì đây là hai cháu này là hai cháu nam. Đấy, nên bọn cháu em Tuyên sẽ nếu mà được như vậy thì tuyệt vời. Đấy. Và sẽ chuyển đổi cái cửa nhà ra bên này nha các chú nhé. Đấy. Chuyển đổi đi rất là nhiều đấy. Thay đổi cho các cháu để ngôi nhà nó sáng sủa sạch sẽ hơn. Nhưng mà đấy là ý định thôi. Đấy ý định ở trong đầu thôi. Còn cái cốt lõi và cái quyết định là phải nhờ các cô chú thôi các cô chú ạ.
Ok rồi, thôi thì thế ạ. Bảo ông thôi thì anh em mình xin phép về thôi. Còn ông với Nô cất cái này đi. Rất khá nhiều ý gì mua. Ông mua sọt chế chứ mà. Mua sọt chế hầu dính chứ. Thôi thôi, bọn cháu không khó. Chỉ mua hầu dính thôi. Chỉ tú còn phải mua chế về uống công à. Ý dùng ý mà mua chế chả nhó. Mà mua chế thì hầm tí đi. Tú so sinh à? Ồ, mà mình tú. Hôm nào tú mà ba thôi mình nhựa đi. Ồ, tú là vào đây mà uống công mà xây được nhà cơ. Thì hầu dính sau. Chứ bây giờ chưa giúp được gì, ngại lắm. Mình tú mua chế chỉ thô thế tao mình lúc chế đó, tao mình nhựa chỉ tao. Vâng. Yeah. Ông là bảo mời vào uống nước với hút thuốc lào đúng không? Đúng rồi. Cái là ông khám bảo thì mong muốn đưa một cái nhà cho hai cá cháu này thôi. Thì chú ghé quá chú không giúp được gì ấy. Thôi bọn anh bảo là thôi anh em mình sẽ cố gắng thôi, chỉ biết là cố gắng thôi. Và được thì tốt, mà không được thì ông phải thông cảm thôi. Vâng. Còn chắc chắn là sẽ có một quỹ nào đó. Tin là tiệt rồi. Tôi sẽ đi chạy thì nó bắt tàu là họ dùng xe, bắt tàu là tôi dùng xe, tôi sẽ chạy. Mới mà thì thọ tàu mà họ bua thì đó được bao nhiêu ạ? Ông bảo sao? Ông khá bảo thì khá để từ từ thì các chú mong muốn ông phần ấy của thân ông thì giúp được một cái nhà thì chắc là vui ạ. Thôi rồi, thôi cháu so sinh nhá, cháu khiếp mù đây, mù chê đây. Mà mù chê chứ mà. Dạ vâng, thôi cháu mù chê nhá. Thế nô với phình cất cho chú nhá. Cất cho chú tối nay ăn cơm nhá. Chúc các bé. Sao sinh thế đâu. Dạ vâng, không có gì đâu ạ. Chị đưa, ít mùa nhớ nhiều. Mà mù chê chứ mà. Ít mùa. Vâng, hôm nào vào uống công thì cháu ấy xem, chú ạ. Vâng. Ông ạ. Ít mù. Thôi xin phép ông. Ông ra tận đây này. Thôi tu mù chê này. Chú về nhá. Dạ vâng. Chào cháu. Dạ vâng, chào ông. Vâng. Chào Nô nhá, chào Phình nhá. Rồi xin chào cháu, ngoan quá. Tôi cũng xin phép xin chào cô chú thôi. Ở đây có một ngôi nhà xây thì khá là rộng này cô chú này. Đi. Chỗ này là chắc là người ta cũng được hỗ trợ đây nhỉ. Dạ vâng ạ. Ông rất là quan tâm nhỉ. Ông cũng rất là muốn được xây nhà như này cô chú này. Wow. Đường đi hơi khó mọi người. Chỗ này thì có đá này, mình ra mình nhặt đá này về xây móng được đúng không? Tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy chứ? Hoặc là mình và đá này mà thuê được máy máy gì nhỉ? Máy nghiền đá của mình về ấy. Nhưng mà thuê ra thì tính ra cũng bằng nhau ấy. Thuê được máy nghiền đá về xong rồi sát. Sát vào thì có nhiều bột đá thì nó xây với láng nền các thứ thì nó dễ hơn. Còn như chúng ta mua cứ 550 với 600 một khối thì nó hơi khó. Giá tiền nó cao mà lúc đến lại dùng lại phải không được thoải mái, đúng không? Thế để chia mình xây có bột đá thì xây thoải mái hơn. Đấy. Thôi chú ơi thì một lần nữa thì xin cảm ơn bạn Lê Hoàng Mai Trâm đã có những cái món quà cho hai bé cháu Nô cháu Phình. Và đây thì hôm nay em Tuyên vào thông báo một cái tin thì nó cũng không được vui cho lắm. Hy vọng được một xây nhà, một ngôi nhà trọn vẹn thì vẫn chưa được. Nên là thôi có lẽ là hy vọng là có cái duyên của cô chú nữa để có thể bé Nô bé Phình được trọn vẹn một ngôi nhà mọi người nhé. Bên kia thì người ta đang thi công nên là em cũng không ra. Xin chào hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video. Em Tuyên xin chào ạ.